khi chờ đợi có than quý vị mình nướng đó, giờ mình ngủ giấc nha. Hơi có cái cây này gì đây, thấy chưa? Ôi trời ơi, cái gì vậy? Rồi nó cháy quá quý vị ơi. Đang ăn ngon quý vị, đang nướng tạm ăn. Trời ơi, trong nghĩa địa nghe ngồi kêu hụ hụ. Bây giờ này dần chiều nữa, giờ lính nữa. Rồi đang nồi nước về quá, một khách giấm rồi. Đây, ấy da, da, trời ơi, ghê vậy. Đây nha. Ây da, ôi, sao dữ vậy? Rồi luôn, đứt con dép luôn. Ây da, căng dữ vậy. Dép má mua phải đứt cả nào đứt cũng phải giá lại mang cái gì. Rồi, thì bây giờ hiện tại thì đang trên đường đến cái khu nghĩa địa. Bữa nay mình sinh tồn trong khu nghĩa địa nha quý vị. Rồi, đi dép nè. Bữa nay mình không sinh tồn ở trong rừng nữa mà chuyển sang vô nghĩa địa sinh tồn. Nói sinh tồn vậy chứ mình đem đồ ăn theo ha. Đem theo quý vị. Rồi, căng dữ vậy. Anh em đột nhập khu nghĩa địa nha. Rồi, ướt mình hết rồi quý vị ơi. Ây da, trời ơi, vỏ ốc nó đâm vô cái chân đó quý vị. Trời ơi, nó sướng. Hôm nay mình không có vô rừng nữa ha, mà bây giờ mình chuyển sang vô nghĩa địa đó. Thì mình nói mình đi sinh tồn vậy chứ đồ ăn thì mình đem theo nha quý vị. Mình lấy cái cảnh để mình quay rồi cho nó thực tế luôn. Chứ mình nướng ở nhà ăn thì đơn giản quá quý vị, đúng không? Hả? Nướng nhà ăn thì ai nướng cũng được, nhưng mà mình ăn ở trong nghĩa địa như gì nè, mà mình lội nước như gì nè, mình mẩy ướt nhẹp hết trơn đó, thấy không? Dép trời ơi, có dép mà mang không được nha, vì mới đau chứ. Rồi tới rồi, rồi căng lắm nha, hơi giỡn rồi. Muốn qua được tới đây là phải lội qua một cái con sông như thế này đó. Rồi rồi bây giờ mình đi quý vị ơi, đi kiếm chỗ mình anh làm ẩm thực ha. Hôm nay mình nằm làm ẩm thực sinh tồn ở trong nghĩa địa. Trời ơi, mình thấy không, để tôi giá cái đôi dép lại cái ha. Thì cái khu nghĩa địa này tôi cũng đã đến từng sinh lập cho cả nhà rồi nha. Trời ơi, căng dữ vậy. Rồi giờ mình đi tiếp nha. Thì nói chung thì mình ăn ở nhà thì đơn giản quá quý vị, đúng không? Đó, mình ăn cái phong cảnh như thế này nè đó, mà có thêm em gái nữa, trời ơi ngon lành hả quý vị. Cái chỗ này tôi xin lọc cho cả nhà nè, ngay cái chỗ này nè. Rồi thì lâu lắm rồi không có vô, nói chung thì cái đường trước có cái chốt không có vô được. Muốn đi vô đây thì mình phải đi như thế này nè quý vị. Thì cái món ăn như thế nào thì một lát ha, thì ở cuối video thì quý vị sẽ biết ha. Thì bây giờ thì đây rồi, rồi chỗ đầu nướng nguyên cái khu nghĩa địa. Căng này nha, đi qua bên kia quý vị ơi. Bây giờ này cũng chiều lắm rồi nha, chiều tối rồi. Đi vô đây thử rồi sao. Trời trời, ở trong đây mà đi mà không biết mà đi lớ quớ. Trời ơi, chết bà, thấy chưa? Mình cái chỗ người ta lấy cốt đó quý vị. Trời ơi, sao như vậy? Cái chỗ người ta lấy cốt. Ây da, ông bà cô bác. Trời ơi,
là đi là lọc xuống là mắc đầu luôn, nó dẫn luôn nha. Đây còn này sao ta, ai căng như vậy, ăn chi cho khó khăn như vậy. Đây căng dữ lắm mày, rồi sau đi không biết, đây sâu không biết nữa, bước xuống cái lúc cái đầu cái ở trong đây không ai biết luôn. Trời ơi cái đường đi cái gì, ấy da trời ơi cái gì xin không vậy, cực khổ như trời, mình làm cực khổ gì chi ta. Nè ở đây cái chỗ này người ta lấy cốt nè. Ây chà, cái chỗ này mát à nha. Bây giờ này chiều rồi, mát gì nữa. Ở đây có cây, có gì mình chặt cây mình nướng cái gì ha. Hôm nay mình sinh tồn trong nghĩa địa ha. Trời ơi à, chỗ này lý tưởng à nha, dọc cây này lý tưởng à. À giờ bây giờ mình dọn đồ ra nha quý vị. Rồi chào cả nhà, thì hiện tại thì Nhân đang có mặt tại một cái ngôi nghĩa địa. Thì hôm nay vào nghĩa địa này không có phải xin tài lộc ha, mà Nhân làm ẩm thực sinh tồn đó. Thì cả nhà hãy xem ha, hôm nay Nhân làm cái món gì à, cho cả nhà mình xem đó. Thì mình ăn ở nhà thì nó đơn giản quá quý vị, mình vô nghĩa địa mình vô rừng mình ăn á, vị nó mới ngon, vị nó mới sốc á, vị nó mới nhức gan, đúng quý vị. Coi nè, xung quanh tôi nè, muốn qua được cái nghĩa địa này là phải vượt qua một con sông, mà con sông đó lội tới đây, tàu ơi ướt hết trơn rồi đó. Thì đồ đem theo thì có cái chi thì mình ăn cái đó quý vị ha. Rồi mời cả nhà hãy cùng thưởng thức với Nhân với cái món ăn trong nghĩa địa ha hôm nay đó, coi có gì ha. Thì bây giờ trước tiên thì mình đi kiếm cây kiếm củi rồi ha, rồi mình làm cái lò mình nhúm ha quý vị đó. Nướng ăn đây nha quý vị. Trời ơi, ở trong nghĩa địa mà không có cái cây gì khô hết trơn rồi sao rồi nha. Nhúm cái bộ tình hình này căng rồi nha. Trời ơi, rồi sao, sao nhúm. Mưa tới rồi quý vị ơi, căng dữ lắm rồi. Đó. Hôm bữa anh vô gần nhân nướng cả nhà, nướng mấy miếng thịt ăn, trời ơi ngủ mấy giấc mới được ăn. Bữa nay rút kinh nghiệm ha, bây giờ không có nướng thịt nữa. À, mình chuyển sang mình nướng nha. Đây. Ây da, trời ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Đó, thấy chưa? Cái này mình chuyển sang có cái món này ghê lắm nè. Đấy, thấy chưa? Trời ơi, hấp dẫn không? Bữa nay mình nè. Mình chuyển qua nướng tôm nha quý vị. Đó. Thì cái món này rất là ăn rất là lẹ. Lửa cháy lên là bắt đầu ăn rồi. Nhưng mà cái công tác mà mình bào chế á, mình phải có cái kỹ thuật nữa, chứ nếu không thì nó sẽ căng lắm. Đó. Đó. Thì mình ướp muối vô ha, cái mình trộn luôn. Đây. Thì vô nghĩa địa mà ha, mình đâu phải ở nhà đâu, thì mình ăn hơi dơ một chút. Đó. Rồi mình để ở đây quý vị, mình cho nó thấm vô ha. Cái này gọi là tôm nướng
muối ớt ha. Đó. Gặt hấp dẫn nha. Đó. Cái chảo quyền thoại ở dưới quê á quý vị, đem lên. Rồi, mình chọn gì thôi. Bắt đầu công tác mình nhúng lửa nha. Rồi đây. Ở nhà thì mình ăn thì nó đơn giản quá quý vị. Vô nghĩa địa rồi mình ăn. Ăn với vong linh rồi. Ha. Đó. Ở nhà mình ăn thì đơn giản quá. Thì cái món này thì nó cũng đơn giản lắm. Mua tôm về, mình để nguyên con luôn ha. Cái mình rửa nhẹ, xong rồi cái mình ướp muối vô. Rồi xong rồi mình ha, mình nướng mình ăn. Đó. Thì hôm nay thì bữa hổm nướng thịt thì mặn chát. À, nướng gì luộc ốc thì sống nhăn, không biết bữa nay nướng tôm thì không biết sao đây. Trời ơi. Đó, có lẽ liền. Ok. Đây nè. Ăn gì mới gọi là ngon quý vị, thấy không? Muốn nhúm cái này cũng phải qua cái quá trình đó quý vị. Trời ơi, trời mưa. Cây nước ngẹt rồi. Rồi bây giờ mình nhúm mình lấy than ha. Rồi trong khi chờ đợi có than quý vị, mình nướng đó. Giờ mình ngủ một giấc ha. Hơi có gốc cây nè quý vị. Đây. Đây chờ. Ôi trời ơi cái gì vậy? Ôi nó chảy quá quý vị ơi. Ây da. Có than để mình nướng cái gì. Đó. Ở nhà ăn sung sướng 1 triệu. Vô đây ăn gì nè quý vị. Gì mới ngon. Đó. Giờ bây giờ lửa cháy hơi hơi rồi ha. Mình để mấy con tôm lên đi quý vị. Nó rất là dễ chín. Đó. Đây. Trời em dầm quá rồi. Mình nướng nha. Trời ơi. 250 của tôi. Lửa cháy quá à. Mình làm cho nó bớt lửa quý vị. Để nó khét nha. Đó. Có than rồi. Tranh thủ liền mới được. Nướng. Cái này dễ mau ăn lắm. Chịu khó mình nướng thì lẹ lắm. Mình trước khi mình nướng thì mình phải sắp theo có hoa văn đồ. Đó. Thấy không? Đây. Mưa rồi, trời ơi tiêu luôn rồi. Mười sáu ta. Mười sáu. À, chịu khó mình thổi luôn quý vị, cho nó mau chín chút. Trời mưa ơi. Trời ơi. 16 ta. À. Chảy dữ rồi. Thấy không? Cái món này là ăn lẹ nhất luôn. Đó. Mình chỉ cần mình cho con tôm nó đỏ đỏ lên là mình ha, hưởng thụ được rồi đó. Không cần phải chín đâu quý vị, mình ăn như vậy nó bổ. À, ăn vậy chảy nó mới ỉa nó mới sướng. Đó. Nghe thấy không? Tình hình này có bộ chắc đem về nhà ăn cho nó ngon quá. Mưa tới rồi. Hôm nay bão quá vậy.
Trời ơi, con tôm rớt luôn. Đó, sắp chín rồi nha. Biết ăn được không đây? Trời ơi, có mùi thơm mà quý vị ơi. Thơm là ăn được rồi đó. Nó còn canh là chưa chín nha. Đó, mấy con tôm đỏ hết rồi nha. Rồi luôn, chạy mưa luôn. Trời ơi, đừng nói nướng cơm mà nướng không chín nữa nha, làm gì ăn. Ê, trời ơi, chín rồi quý vị ơi. Ây da, trong khi chờ đợi ha, làm chén nước chấm nữa quý vị. Trời ơi, chén nước chấm rồi lấy cái gì mà chấm. Chắc nó mặn rồi, khỏi làm chén chấm quý vị ơi. Ăn lẹ lên mới được. Trời ơi, ôi da, nó nóng. Làm cái gì. Trời ơi, tôm nướng ăn trong dĩa địa nha. Ở nhà không chịu ăn đâu, vô nghĩa địa ăn mới chịu. Đó, ăn kiểu này nè. Hả? Trời ơi, cái gì. Rồi mời cả nhà nha. Ngon gì. Này chín nè, ngon. Mình ăn thì mình chưa có, mình lột vỏ ra cái gì để mất xương nha. Chưa có mình lột ra. Ây da, trời ơi, nóng dữ trời. Đó, vậy là quất được rồi nè. Trời ơi. Đó. Sao mặn như vậy? Thôi nhưng mời cả nhà nha. Ấy, trời ơi, nó gỉ nước quý vị ơi, nó gỉ nước. Ăn một ngày à. Ăn trong nghĩa địa gì mới ngon quý vị, đúng không? Nói chung là nhân ướp là đủ vừa ăn luôn nha, mình khỏi cần mình làm nước chấm. Làm nước chấm nữa khỏi ăn quý vị. Trời ơi coi nè. Trời ơi. Đó, thì nó vừa đỏ gì là mình ăn vừa nè quý vị, đúng không? Vừa đỏ tới thôi. Tại vì nhân ướp nó hơi mặn đó. Rồi mình ăn gì là vừa rồi. Thấy không? Còn những bài cả nhà ăn chung ha. Mình xé cái vỏ này ra nè. Nếu mà mình không xé ra thì mình ăn luôn cũng được nữa. Nhưng mà nó mắc xương quý vị. Mình nhai luôn cũng được nữa. Nó rất là bổ. Đó. Ăn cái này nè. Đó, trong gừng mà nói chung trong nghĩa địa mà mình ăn thì hơi dơ chút nha. Cả nhà thông cảm. Đó. Nó còn nước gì nè, mình húp nó luôn, húp luôn. Trời ơi, sao tự nhiên nó lạnh vậy, ghê quá vậy. Xung quanh nữa gì có mình ăn nhăn này nha. Trời ơi, kiểu này ngồi sâu về mưa tới luôn rồi, tranh thủ ăn hết đống này về quý vị ơi. Trời ơi, ngon quá. Mới thấy lần này làm đồ ăn vừa ăn luôn nè. Nếu mà chấm vô nữa thì nó mặn lắm. Mình ăn gì là vừa. Đó, thấy chưa. Đó, mình chịu khó mình ăn, mình húp húp một chút ha. Tại vì cái này nó có nước nữa, mình ăn thì mình húp chút thôi. Đó, vừa nướng vừa ăn gì luôn nè quý vị, nó ngon hấp dẫn, đúng không?
Còn mình vớt ra mình ăn mình đâu hấp dẫn. Đây. Cái này nè, cái này mới ngon nè, đó, rất là nóng nha. Cái đầu nó đó. Này đầu con tôm nha. Đầu tôm, tính theo đầu tôm. Trời, tự nhiên nghe kêu nhăn cả nhà. Hiện tại thì bây giờ tôi đang trong khu nghĩa địa nha, không tiện xưng tên nha. Cái gì? Trời ơi trời. Tranh thủ ăn rồi lội xong về. Ở nhà ăn không, ở nhà sướng, ăn sướng. Có mắc hoài, mắc cái gì? Có. Giờ cà lắm luôn rồi. Thôi ăn lẹ cả nhà đi về. Rồi, mời cả nhà ăn con tôm mới vừa nướng ha, đang thui thù lùi. Bữa nay mình sinh tồn ở trong khu nghĩa địa nha. Đó, nói sinh tồn chứ đem đồ ăn theo ăn quý vị. Thì mình ăn ở nhà đơn giản quá ha. Mình ăn trong đây gì mới ngon, hấp dẫn. Đó, thấy phong cảnh không? Xung quanh nè. Đó. Chọc hết rồi. Trời ơi, cái này nó đen dữ vậy trời. Kỳ vậy, ăn có sao không quý vị? Mà ăn hết nãy giờ nó mới nói đen. Tình hình này có bộ không ổn rồi quý vị ơi. Mưa vẫn đang mưa dài lại kìa quý vị. Trời ơi. Rồi, thì bây giờ ha, Nhân cũng xin kết thúc cái buổi sinh tồn ở trong nghĩa địa ha. Còn được bốn tôm này hồi về Nhân nấu mì ăn cả nhà ơi. Trời ơi, bây giờ đi về. Lội, lội về. Căng lắm rồi. Về, 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 về. Chạy, chạy. Bây giờ còn được hai bốn bốn con tôm này. Ê, trời ơi, cái gì? Còn được bốn tôm này hồi về Nhân nấu mì ăn cả nhà ơi. Trời ơi, bây giờ đi về. Lội, lội về. Căng lắm rồi. Dạ 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 dạ, chạy chạy. Chạy chạy chạy. Trời ơi, đang ăn ngon. Đây, cái chỗ này ta mới lấy cốt nè quý vị. À. Đấy, căng cái gì? Ấy chết bà. Ấy da. Sao? Sao vậy? Giờ mình đã xong cái gì đây? Ây da, trời ơi. Đọc nhất nha. Đi. Ây da, trời ơi. Căng cái gì vậy? Ây da, ây da. Đang ăn ngon. Trời ơi, không biết ai kêu tôi nữa quý vị. Hết hồn của chân. Trời ơi, xanh mặt mày chân nè. Trời ơi, ấy chà, rửa nước này coi bộ mát à nha. À, mát đi. Đang ăn ngon quý vị. Đang nướng tôm ăn. Trời ơi, trong nghĩa địa nghe ngồi kêu hụ hụ. Bây giờ này dần dần chiều nữa, giờ linh nữa. Trời ơi, đang lội nước. Ghê quá. Một khách giám rồi. Đây. Thì bên đó mới lội qua quý vị. Trời ơi, tới đây được rồi mình. Trời ơi, mừng quá quý vị ơi. Ây da. Rồi, đi vô lẹ lên lên. Trời ơi. Ây da, ây da. Bữa nay đi vô nghĩa địa ăn bị ma nó dí chạy thấy bà cũng chạy. Rồi thì Nhân cũng lội qua tới bên đây quý vị ha.
Thì thôi, Nhân cũng xin chúc cho cả nhà xem video vui vẻ. Thì cả nhà yêu mến Nhân đừng quên xem video cho Nhân một like và đăng ký kênh ha. Đây quý vị ơi.